Chào các bạn, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn tạo một trang web bất động sản bằng mã nguồn từ code ha. Thì trước đây mình thường hướng dẫn các bạn sử dụng WordPress để mình làm trang web ha. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái mã nguồn do một người dùng trên mạng chia sẻ cái code mà mình tải về. Sau đó mình sẽ up lên Hostin và trở thành trang web của mình ha. Ok, đầu tiên các bạn sẽ vào trang web tusachvang.net để mình tải mã nguồn về. Các bạn sẽ vào download để nó chuyển sang cái driver của mình. Sau đó mình sẽ vào thư mục theme. Các bạn sẽ tải tập tin tên là bất động sản.ra này xuống ha. Nhấp chuột phải và tải xuống. Tải xuống. Sau khi tải xuống thì các bạn sẽ giải nén nó ra. Mình sẽ giải nén nó ra ha. Thư mục này. Rồi. Đây là thư mục giải nén bất động sản. Các bạn sẽ up toàn bộ cái mã nguồn này lên Hostin. Và mình sẽ sử dụng FileZilla. Mình up lên ha. Các bạn nào sử dụng dịch vụ thiết kế website bên mình sẽ được dùng Hostinger miễn phí không giới hạn dung lượng. Ok. Rồi mình sẽ đăng nhập trang. Mình đăng nhập FileZilla vào Hostin. Đó. Ở đây các bạn sẽ kéo toàn bộ cái mã nguồn của website vào thư mục public gạch dưới HTML ha. Đó, mình sẽ kéo toàn bộ vào đây. Ở đây mình đã upload lên sẵn rồi. Đó, kéo toàn bộ vào đây. Ok. Sau đó các bạn sẽ vào Hostin, mình tạo một cái database. Mình sẽ vào Hostinger mình tạo database ha. Mình sẽ đăng nhập cái Hostinger này. Đó. Mình vào tài khoản Hostin và mình tìm cái domain của mình là bất động sản Nha Trang. Vào quản lý ha. Rồi. Các bạn sẽ kéo xuống và mình tạo một cái MySQL database. Ở đây các bạn sẽ đặt một cái tên nào đó bất kỳ ha. Ok. Và mật khẩu mình cũng tạo mật khẩu ngẫu nhiên luôn. Ok. Sau đó nhấn vào nút sử dụng mật khẩu và nhấn vào nút tạo ha. Đó. Mình sẽ tạo một cái database mới với một cái username mới đây ha. Rồi. Các bạn sẽ lưu những cái thông tin này vào Notepad ha. Hoặc các bạn cũng có thể sửa trực tiếp trên cái Hostin của mình. Mình sẽ vào lại cái Hostin. Rồi, sau đó các bạn sẽ vào thư mục app. Mình sẽ vào thư mục config và mình mở tập tin database.php này lên, nhấp chuột phải chọn view edit ha. Ok. Đó, và các bạn sẽ kéo xuống ở bên dưới này nó có thông tin của MySQL thì các bạn sẽ nhập nội dung cái tên database mà mình mới vừa tạo là tên database ha. Và cái tên username và mật khẩu vào cái thông tin này. Đầu tiên mình sẽ nhập mật khẩu vào. Đó. Và tên database là tên này ha. Copy và dán vào đây. Đó. Tên username mình sẽ copy và dán vào. Sau đó
các bạn sẽ tắt đi và lưu lại. Ok. Đó. Vậy là cái database này mình đã cập nhật rồi ha. Rồi, mình sẽ vào chỉnh sửa cái database. Các bạn nhấp vào, mình vào Hostinger và vào database, mình nhấp vào cái dấu cộng này. Sau đó vào phpMyAdmin. Trong đây mình sẽ import cái database. Ở đây mình chọn file ha, chọn file. Rồi mình sẽ vào thư mục bất động sản MySQL và chọn database của người mà thiết kế ra cái trang web này, open lên. Rồi mình sẽ nhấn vào nút go để nó import vào database mới ha. Ok. Mình sẽ chọn cái database này và mình import lại. Đó, các bạn phải chọn đúng tên database của mình thì mình mới import được ha. Ok. Rồi, vậy là cái database mới của mình nó đã có nội dung của cái database cũ của người thiết kế ra cái trang web này ha. Và mình sẽ vào cấu trúc structure của cái database này và mình chỉnh sửa lại một tí. Rồi mình sẽ ra trang web. Các bạn sẽ vào trang bất động sản Nha Trang, cái trang web của mình xem nó đã chạy, trang web nó đã chạy chưa ha. Ok, đó, nó đã chạy rồi đó. Rồi, các bạn sẽ tạo một cái tài khoản mới. Ở đây mình có thể tạo bằng Gmail, Facebook hoặc Twitter ha. Rồi mình sẽ tạo bằng tài khoản Gmail. Mình nhập tên email mình vào đây. Name Trung. Và last name là Nguyễn ha. Rồi, mật khẩu. Mật khẩu mình dán mật khẩu vào đây. Rồi, sau đó log in. Rồi. Đó. Đây là cái username của một người bình thường ha, chưa có những cái chức năng của admin. Các bạn sẽ vào lại database, vào database và mình sẽ vào, mình refresh lại cái database này. Sau đó các bạn sẽ vào user. Đó. Những cái email mà có cái ID là số 1 hoặc số 2 là admin, các bạn sẽ chuyển nó về số 3 là người bình thường ha. Ví dụ như đây là admin. Mình sẽ vào edit. Và trong cái user type ID này mình chuyển về số 3 là mình sẽ chuyển những cái người đó về người bình thường, chỉ là thành viên của website thôi ha. Đó. Và cái người có số 2 mình cũng edit lại. Chuyển về số 3. Ok. Và cái email mà mình mới vừa tạo mình sẽ cho thành admin ha. Đó. Số 1 này mình sẽ chuyển về số 3 nè. Và email mình mới vừa tạo đây, mình sẽ chuyển về số 1 để mình trở thành admin. Ok. Rồi mình sẽ ra trang web mình refresh lại. Đây hiện giờ cái chức năng của nó vẫn còn ít ha, mình refresh lại. Đó, nó sẽ đầy đủ tính năng của admin. Ok, vậy là các bạn đã sở hữu một trang web tự code rất là chuyên nghiệp ha, trang web bất động sản. Và những video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh từng chi tiết một trên cái trang chủ này để nó thành một cái trang web của mình luôn ha, có thông tin của mình trên website luôn. Ok, đây là video kết thúc ở đây. Các bạn thích video này thì hãy like,
hãy share, hãy comment bên dưới để mình trả lời. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.